Nước dưới kênh đặc quánh một màu đen, những cống nước thải màu tím ngắt, những ống khói công nghiệp liên tục phun khí thải vào không gian của khu dân cư đông đúc. Một số con kênh cạnh những cơ sở này bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi những con kênh chết và bốc mùi hôi thối. Và rất nhiều những gia đình đang hàng ngày phải hít thở bầu không khí đặc quánh bụi, sặc mùi hóa chất ngay trong các khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là khu dân cư phường Bình Hưng Hòa A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và khu dân cư phường Tân Thới Nhất, quận 12. Thì hàng ngày khoảng chừng tầm thời điểm mà tối ấy, thì ống khói thải nó xảy ra nhiều lắm. Có những thời điểm khói thải nó dày đặc, nó kín luôn. Nó bay hết vào những cái khu vực nhà dân rồi những khu vực xung quanh này. Nó dày đặc, nó kín, nó khó thở. Thấy nó xả lúc sáng và bắt đầu mình chiều đêm hay xả hay hôi thối. Nít thì chịu không nổi, là người dân ở đây ta chịu, người ta nó không ai dám nói hết. Rồi là ông khói xả nhiều hơn, mù mịt hết, cả đen xì hết đây. Xả khói nó bay mù mịt, nó đen khói, bụi đen đỏ, trắng trắng đen đen vô. Bay vô nhà người này người kia nhiều lắm. Còn kênh thì nó làm hôi thối, còn ống khói thì nó làm ô nhiễm, giờ mắt khói nó cay rồi vậy đó, nó không được sạch sẽ. Đây được gọi là những khu dân cư đặc biệt. Sự khác biệt tại khu vực phường Bình Hưng Hòa A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và khu vực phường Tân Thới Nhất, quận 12 chính là những ống khói. Đứng từ xa đã thấy hàng chục ống khói nhô lên trên các nóc nhà và nhả từng luồng khói mịt mù. Không chỉ hàng ngày phải chịu đựng mùi khói độc hại, mùi hôi thối bốc lên từ những con kênh, mà người dân các khu vực này còn phải làm bạn với âm thanh ồn ào của máy móc, không riêng nhà dân, có cả trường học. Với môi trường không khí tiềm ẩn nhiều nguy cơ về bệnh tật, nhiều người dân ở những khu vực này còn cho rằng không muốn về nhà vì ở ngoài đường còn dễ chịu hơn nhiều. Một số gia đình thì cũng đã phải chuyển đi nơi khác. Khói bụi rất là nhiều, bụi mà bụi đen không, mà ở trường nó phải nằm lưới rồi. Ở trường đã phải nằm lưới rồi nhưng mà bụi nó vẫn vô được lưới dù rất là nhỏ rồi. Nếu mà che kín quá thì trường nó không có không khí. Mà cửa có cửa sổ mà không bao giờ dám mở. Bởi vì mở ra một cái là nó đen ngay lập tức. Bụi bẩm dữ lắm. Mỗi là khói nó lên là mù mịt luôn á. Khói lên là bụi nó bay quanh nhà lên. Cửa không dám mở ra luôn á. Nhiều lúc không muốn đi co con đường nữa. Hầu hết đây đều là những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, sử dụng những máy móc thô sơ hoặc sản xuất thủ công. Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các loại chất thải đều được thải ra môi trường ở dạng nguyên chất, không hề qua xử lý. Cái kênh thì mùa mưa thì nó đỡ một chút, như mùa nắng thì muỗi dữ lắm, muỗi phát sinh ghê lắm, nó chích thường trẻ con ở đây hay bị sốt. Chứ nó nóng thất thường lắm, người lớn cũng vậy luôn đó. Mùi hôi thì nó khỏi nói, thì cái chuyện đó biết rồi, khối nó lên thì nó hôi, tất cả đều hôi. Nó hôi vì quá chất, ba cái quá chất nó hôi dữ lắm, nó hôi nó bốc khó chịu con người lắm. Có nhiều lúc mình đang ăn, nó xảy ra như thế, mình cũng nhiều lúc muốn bỏ cái tô đó hay là một cái chén cơm đó mà ăn không nổi. Thì có những thời điểm thì mình thấy khói thải thế, mình thấy nó rất là nhiều và dày đặc, thế mình cảm thấy là nó ảnh hưởng đến sức khỏe mình. Không biết là hiện tại ảnh hưởng thế nào, nhưng bị lâu về dài thì mình cảm thấy là nó rất là khó chịu. Cũng khoảng cái thời điểm buổi chiều tối đấy, thì cái thời điểm họ xả thải nhiều nhất, thì nó cái mùi hôi thối nó bốc lên nồng nặc, nó khó chịu cho mình. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng, dù bộ luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua từ tháng 11/2005 đã quy định khá rõ ràng và chi tiết đối với việc xử lý cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường như thế này, thực trạng nhả khói, nước gây ô nhiễm từ các cơ sở sản xuất vẫn hàng ngày diễn ra ngang nhiên. Và ước mơ về một cuộc sống không còn phải hít khói công nghiệp của người dân sống tại khu dân cư phường Bình Hưng Hòa A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và khu dân cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 vẫn chưa thể thành hiện thực. Mà nhiều khói bụi vậy là sẽ gây đến với mấy cái bệnh hô hấp cho bé nhiều. Ngày nào cũng là coi như khói mịt mù, coi như là nó ô nhiễm môi trường, nước rồi nó ra rất là đen dơ. Coi như bà con đây thì nói chung ai cũng phản ảnh cái vấn đề này, cũng có công ty này hết. Kiến nghị thì giờ đề nghị địa phương thì cố gắng làm sao cũng
vệ sinh môi trường theo dõi để xịt thuốc muỗi thường xuyên. Rồi chỗ nào mà cái ống khói ô nhiễm hay gì đó là đề nghị đó là người ta khắc phục cách sao cho dân nó đỡ, chứ để cứ bệnh đau rồi nhiều khi đi công nhân mà đi làm bệnh đau là nửa chừng ta nghỉ làm về nhà. Hiện tại giờ cũng có người bệnh nằm ở nhà luôn đó. Trẻ con thì khỏi nói rồi, trẻ con nó bệnh, có đứa thì nó rất là ốm yếu bởi vì cái mùi hôi chịu không nổi. Để tiến tới một thành phố văn minh, xanh, sạch đẹp, không có lý do gì lại để tồn tại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm lẫn trong các khu dân cư, ảnh hưởng sức khỏe và sinh mạng của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phải có những giải pháp, kế hoạch cụ thể, tạo bước đột phá, chuyển động mạnh từ các phường, quận trong việc xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường như niềm mong mỏi của người dân thành phố và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.